Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 300. Ở cuối tập trước, sau khi Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái liền diệt sát Nguyên Bạch. Nhưng Tiêu Viêm dùng chỉ có 3 đạo bạch diễm chi tức, như vậy át chủ bài dùng ở một cái 5 sao đấu thần trên người, giống như vô luận thấy thế nào lên đều là thực mệt. Bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa được đến Tiêu Viêm chi lệnh, đó là không có bất luận cái gì do dự, lập tức từ trấn áp thập tuyệt yêu viêm trung rút ra, về tới Tiêu Viêm thân thể giữa. Tiểu tử, có loại đem ngươi trong cơ thể lão ngũ cho ta thả ra. Thập tuyệt yêu viêm một lần nữa ngưng tụ ra ác ma hình thái, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, nhìn như bình đạm bộ dáng. Nhưng là ở mới vừa rồi thời gian, tuy rằng bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa không có đem nó hoàn toàn trấn áp, nhưng cũng làm nó vô pháp bứt ra. Như thế nào, có hứng thú làm ta trong cơ thể cái thứ ba hỏa diễm chi tâm sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ nói ra mục đích của hắn. Ha ha, ta nhưng thật ra không biết bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa là như thế nào bị ngươi hàng phục, bất quá ngươi phải biết rằng, ở thần hy trên thế giới, đương nam nhân kia ngã xuống thời điểm, liền không khả năng tái xuất hiện cái thứ hai. Thập tuyệt yêu viêm ác ma hình thái bộ dáng nhìn qua thập phần thảo đánh. Tiêu Viêm nhẹ nghi, chỉ cần là đạt tới cái này trình tự cường giả ngươi cũng nên có điều nghe nói, năm đó ta cũng từng phụ tá quá hắn, hắn là thần hy thế giới người mạnh nhất tôn thượng. Thập tuyệt yêu viêm còn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, phảng phất tại đây một cái chớp mắt mộng hồi viễn cổ. Lão tử chính là, Tiêu Viêm lập tức khí phách mở miệng. Ngươi cũng biết tôn thượng là người nào? Thập tuyệt yêu viêm còn ở thao thao bất tuyệt, hắn đối Tiêu Viêm bổn còn rất là khinh thường, nhưng Tiêu Viêm lời vừa nói ra, thập tuyệt yêu viêm kia một đôi mắt chừng đến giống cái đồng lò giống nhau. Cái gì? Phương nào tiểu nhi bằng ngươi cũng dám giả mạo tôn thượng, tìm chết. Thập tuyệt yêu viêm nghe nó miệng lưỡi, đối tôn thượng dường như sùng bái tới rồi cực hạn, nhưng nếu thập tuyệt yêu viêm từng phụ tá quá tôn thượng nói, vì sao lại sẽ làm than đổ đoạt được? Tiêu Viêm nhưng thật ra lười đến cùng nó tiếp tục vô nghĩa, thừa dịp bạch diễm chi tức còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại bằng vào bạch diễm chi tức dư uy còn có lẽ có thể đối thập tuyệt yêu viêm có một ít uy hiếp. Lập tức, Tiêu Viêm bước chân đó là về phía trước một bước, bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa tất cả trào ra. Hai loại bất đồng ngọn lửa các chiếm Tiêu Viêm thân thể một nửa, ở xa thoạt nhìn, một đen một trắng, thấy như vậy một màn thập tuyệt yêu viêm bỗng nhiên ngẩn ra. Dáng vẻ này, thập tuyệt yêu viêm nhìn xong tới Tiêu Viêm, phảng phất thật sự đối ứng thượng nó trong trí nhớ tôn thượng cuối cùng bộ dáng. Cái kia bán thần nửa ma tôn thượng. Đương còn ở nó hồi ức thời điểm, Tiêu Viêm song quyền đã là hỗn loạn bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa chiều nó nghiền áp mà đến. Mà hai người cũng là thập phần phối hợp, Tiêu Viêm đem tự thân uy lực tăng lên tới lớn nhất hóa, thi triển ra tới lực lượng có lẽ vô pháp đả thương người. Nhưng giờ phút này thi triển đều là bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa căn nguyên chi lực, này mục đích chính là vì có thể trấn áp thập tuyệt yêu viêm. Tới gần thập tuyệt yêu viêm sau, Tiêu Viêm trong cơ thể vẫn luôn không có thể lao tới kia một sợi yêu viêm vô cùng sao động. Thực hiển nhiên là thập tuyệt yêu viêm ở triệu hóa nó, mà thập tuyệt yêu viêm liền kém này nhất tuyệt, lệnh nó trước sau không thể bằng cường hình thái xuất hiện. Bạch diễm bất diệt chi hỏa cùng Tiêu Viêm cùng trấn áp thập tuyệt yêu viêm, nhưng có không thành công còn không biết. Bất quá này một kích lúc sau, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa trong miệng lời nói khác thường hơi thở. Thậm chí Tiêu Viêm thấy được thập tuyệt yêu viêm trên người quanh quẩn một sợi hắc khí, này một sợi hắc khí hơi thở thập phần cổ quái. Có thể rõ ràng cảm giác được này lũ hắc khí rất là khác thường, mà loại này khác thường đều không phải là cường đại, mà là một loại nói không nên lời cảm giác. Nhưng vừa lúc chính là, loại cảm giác này Tiêu Viêm lại từng cảm nhận được quá. Không sai, loại cảm giác này đến từ chính thần phạt nơi, đó là một cái khác thế giới hơi thở, không phải đến từ chính thần hy thế giới. Đến tột cùng là cái gì dám nhúng chàm thần hy thế giới căn nguyên, Tiêu Viêm mày nhân lại. Tuy rằng có rất nhiều sự tình hắn còn không biết, nhưng là từ thần phạt nơi ra tới lúc sau, Tiêu Viêm đó là có thể đoán được một ít. Mênh mông thế giới từng bị xâm chiếm, tài nguyên bị cướp đoạt, khi thế giới tài nguyên bị tất cả cướp đoạt thời điểm, đó là tới rồi diệt vong là lúc. Thế giới là sinh mệnh sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, nó không có sinh mệnh, nhưng lại thừa trở sinh mệnh, mà vừa lúc là có được sinh mệnh, nó mới vừa rồi có thể xưng là thế giới. Mà tài nguyên năng lượng còn lại là duy trì thế giới sinh mệnh chi nguyên, Tiêu Viêm trong lòng nhảy dựng, mênh mông lão tổ nói qua, cho thần hy thời gian cũng đã là không nhiều lắm, hay là xâm lược đã lặng yên không một tiếng động bắt đầu rồi. Tiêu Viêm không dám xác định, như này một sợi hắc khí tất nhiên là manh mối nơi, bất quá phải và không phải, nếu là có thể mang về cổ thần điện, hẳn là liền đều có rốt cuộc. Nhưng mà tiền đề là có thể thành công thu phục thập tuyệt yêu viêm. Lúc này, thập tuyệt yêu viêm gặp tới rồi Tiêu Viêm công kích sau, tựa hồ cũng chọc giận nó, lập tức liền cũng đối Tiêu Viêm công kích mà đến. Nếu ngươi muốn đánh, ta liền lấy nhân loại phương thức chiến thắng ngươi. Thập tuyệt yêu viêm trầm giọng nói, tiếng nói vừa dứt, nó lại là không có hóa thành ngọn lửa, mà là liền lấy hiện tại ác ma hình thái hướng tới Tiêu Viêm công kích mà đến. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là một ngưng, vô dụng bất luận cái gì mặt khác thủ đoạn. Hiện giờ có thể chiến thắng thập tuyệt yêu viêm cũng chỉ có trong cơ thể bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa,
con chỉ có thể mượn dùng hai người lực lượng cùng với một trận chiến. Tiêu Viêm thi triển mang Bạch Diễm chi tức còn chưa tiêu tán, bởi vậy Bạch Diễm tại đây một khắc này bộc phát ra tới uy lực siêu việt bất diệt chi hỏa. Đối mặt chiều hắn công kích mà đến Thập Tuyệt Yêu Viêm, Tiêu Viêm không có bất luận cái gì tránh lui. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, ầm ầm một tiếng, quanh mình toàn bộ bị Bạch Diễm lần thứ hai bao trùm, Tiêu Viêm không biết hay không hữu dụng. Bất quá cái này Diệu Băng có Bạch Diễm chi tức thêm thành, đem Bạch Diễm uy lực nhắc tới tối cao, bất hủ dưới hết thảy đều sẽ bị Bạch Diễm mà khống chế. Nhưng tiếp theo nháy mắt, một con thật lớn nắm tay hỗn loạn hừng hực ngọn lửa, trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Viêm mặt trước mặt. Oanh một tiếng, nắm tay không có ngoài ý muốn nện ở Tiêu Viêm mặt thượng, Tiêu Viêm thân hình lập tức đó là đảo bắn mà ra. Trên mặt truyền đến bỏng cháy đau đớn, bất quá bất diệt chi hỏa thực mau hấp thu 10 vạn hơn người sinh cơ, Tiêu Viêm cơ hồ nháy mắt khôi phục. Tiêu Viêm vung song quyền, ánh mắt lập tức đó là trầm xuống, Diệu Băng nếu vô dụng, vậy dùng nắm tay tới nói chuyện đi. Tiêu Viêm thân hình nhoáng lên, hóa thành tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ lóe lực xuất hiện ở Thập Tuyệt Yêu Viêm trước mặt. Này nắm tay tức khắc bao trùm Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa, sinh sôi hướng tới Thập Tuyệt Yêu Viêm oanh đi. Mà Thập Tuyệt Yêu Viêm cũng là cười lạnh một tiếng, hai người quyền ảnh như mưa, đó là ở giữa không trung điên cuồng chút xuống. Một tầng tầng biển lửa tự giữa hai bên hướng tới bốn phía không ngừng tứ lược. Tạc nứt tiếng động tràn ngập toàn bộ không gian, bất quá như vậy chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì Thập Tuyệt Yêu Viêm trên người hắc khí ở ngưng tụ, một loại nguy cơ cảm bỗng nhiên ở Tiêu Viêm trong lòng lan tràn mở ra. Tiêu Viêm lập tức đó là cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm kéo ra khoảng cách, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thập Tuyệt Yêu Viêm, Tiêu Viêm cảm giác được đến, kia lũ hắc khí lại là có sát khí tràn ra. Hắc khí lại là từ Thập Tuyệt Yêu Viêm giữa chốc mà ra, sau đó ngưng tụ thành một người hình hắc ảnh. Mà Thập Tuyệt Yêu Viêm nhìn đến hắc ảnh sau, đó là trầm giọng quát, hắn từ ta tới giải quyết, không cần ngươi. Thập Tuyệt Yêu Viêm lời nói vừa ra, hắc ảnh lập tức đó là đột nhiên vừa chuyển đầu, hướng tới Thập Tuyệt Yêu Viêm trực tiếp giơ tay đó là một chưởng. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng, Thập Tuyệt Yêu Viêm giống cái bóng cao su giống nhau, bị đột nhiên chụp bay đi ra ngoài. Hắc ảnh lần thứ hai quay đầu tới, hoàn toàn thấy không rõ nó bộ dáng, trên mặt chỉ có một đôi mắt. Mặt khác ngũ quan đều là thập phần mơ hồ, thoạt nhìn càng như là cường giả ngưng tụ mà ra linh hồn phân thân. Đương hắn ánh mắt hướng tới Tiêu Viêm nhìn chăm chú quá khứ thời điểm, tức khắc gian đó là có một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ cảm tràn ngập Tiêu Viêm. Loại cảm giác này, thật giống như một cái bất hủ nhìn chằm chằm một cái đấu thần, giữa hai bên đã là vô pháp đền bù chênh lệch. Chủ nhân, này hắc khí có chút không thích hợp, ta xem hiện tại trạng huống vẫn là đừng cùng với tử chiến, nó lực lượng rất cường đại. Trong cơ thể bất diệt chi hỏa ngưng trọng dặn dò nói, chúng nó cùng này Thập Tuyệt Yêu Viêm tranh đấu sở dĩ chậm chạp không có thể thành công, chính là bởi vì có này hắc khí tồn tại. Các ngươi cho rằng thoát được rất sao? Tiêu Viêm cười khổ, nhìn hắc ảnh bộ dáng, là nổi lên tuyệt đối sát tâm. Loại này cường đại cảm giác áp bách liền tính Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa không nói, Tiêu Viêm cũng minh bạch trước mắt hắc ảnh tuyệt phi là hắn hiện tại có thể đối phó. Phía trước nó ngủ đông ở Thập Tuyệt Yêu Viêm trong cơ thể thời điểm còn phát hiện không ra, nhưng giờ phút này cảm nhận được này cường đại hơi thở thời điểm, muốn chạy trốn chỉ sợ đã có chút đã muộn. Ở xa, hắc ảnh hướng tới Tiêu Viêm chậm rãi nâng lên cánh tay, ầm ầm một tiếng, đó là tự này bàn tay bên trong, kia hắc khí trực tiếp phun trào mà ra, hướng tới Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Tiêu Viêm lập tức sau này đảo bắn, bất quá đương Tiêu Viêm thân hình vừa mới chuẩn bị động thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình thế nhưng vô pháp nhúc nhích, đây là kiểu gì cường đại lực áp bách mới có thể làm được. Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa nháy mắt từ Tiêu Viêm trong cơ thể chia lìa mà ra, lưỡng đạo ngọn lửa ở không có Tiêu Viêm mệnh lệnh dưới chủ động xuất kích. Sẽ xuất hiện như vậy trạng huống chỉ có một loại khả năng, hai người đều là cảm giác được hắc khí bất phàm, một khi tiếp xúc đến Tiêu Viêm, người sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa đều là hóa thành biển lửa vách tường, sinh sôi cùng hướng tới Tiêu Viêm gào thét mà đến hắc khí đối kháng ở cùng nhau. Hai người bộc phát ra suy suy tiếng động, nhưng Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa tuy rằng là hỏa diễm chi tâm, nhưng căn nguyên lại sẽ bởi vì Tiêu Viêm thực lực mà đã chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, Tiêu Viêm càng cường chúng nó cũng liền càng cường, ngược lại, Tiêu Viêm càng nhược, chúng nó cũng sẽ càng nhược. Không có đủ nguyên khí năng lượng làm chống đỡ, chúng nó lực lượng cũng rất khó cùng này hắc ảnh đối kháng. Ngắn ngủn không đến 5 tức thời gian, hắc khí đó là đem hai người nháy mắt bao phủ, đột phá chúng nó biển lửa vách tường. Hắc khí lần thứ hai nhằm phía sau vô pháp nhúc nhích Tiêu Viêm, đột nhiên đối mặt loại tình huống này, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là bỗng nhiên một ngưng. Hiện giờ chỉ có vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp chỉ sợ mới có thể cùng với đối kháng, bất quá từ đạt tới đấu thần lúc sau, Tử Thần Hư Linh Tháp Tiêu Viêm cũng không thể tùy ý kêu gọi. Liền giống như hiện tại, Tiêu Viêm thử thăm dò kêu gọi ra giữa mày bên trong Tử Thần Hư Linh Tháp, nhưng trước sau không có kết quả. Hắc khí xuyên thấu Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa, ở Tiêu Viêm trước mặt nhanh chóng ngưng tụ, rồi sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh. Mặc dù tới gần cũng vô pháp thấy rõ này bộ dáng, chỉ có một đôi không có quá nhiều thần sắc đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Lần thứ hai dò ra tay tới, hướng tới Tiêu Viêm đầu chụp tới, cực đoan mãnh liệt sinh tử nguy cơ lập tức làm Tiêu Viêm đôi mắt chợt co rụt lại. Trạm lão, ngươi nếu lại không ra tay, ta sẽ phải chết. Tiêu Viêm truyền âm cấp Tử Thần Hư Linh Tháp,
nhưng Tiêu Viêm cảm thấy là Trạm Lão ngăn cản. Bất quá vô luận Tiêu Viêm giờ phút này nội tâm như thế nào kêu gọi, như thế nào cuồng loạn, nhưng Tử Thần Hư Linh Tháp như cũ không chút sức mẻ, hay là liên Tử Thần Hư Linh Tháp đều kiêng kỵ này đạo bóng đen. Tại đây sinh tử nguy cơ hết sức, bỗng nhiên một đạo ánh lửa xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, không hề do dự ra tay, hướng tới hắc ảnh công kích mà đi. Tiêu Viêm thân ảnh trực tiếp bị chấn khai, thân hình đảo bắn là lúc, Tiêu Viêm đó là thấy, ngăn lại hắc ảnh này một đòn chí mạng thế nhưng là này Thập Tuyệt Yêu Viêm. Ngươi thật sự là tôn thượng. Thập Tuyệt Yêu Viêm hơi hơi nghiêng đầu, ngưng trọng mở miệng. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng, ổn định trụ thân hình sau, lập tức gật gật đầu, hắc ảnh là từ Thập Tuyệt Yêu Viêm trong cơ thể lược ra. Đến nỗi này hắc ảnh đến tột cùng là cái gì, có lẽ chỉ có Thập Tuyệt Yêu Viêm có thể biết được một vài. Không có khả năng, tôn thượng như thế nào sẽ như vậy nhược, lấy tôn thượng thực lực, giải quyết rớt nó chẳng phải là búng tay gian. Thập Tuyệt Yêu Viêm lập tức phủ định nói, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, hắn nhưng thật ra tưởng có được búng tay gian là có thể đem này hôi phi yên diệt năng lực. Đã từng là tôn thượng, hiện tại không xem như. Tiêu Viêm lần thứ hai nói, ở Tiêu Viêm cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm nói chuyện với nhau chung. Này hắc ảnh hiển nhiên có chút không vui, thân hình hóa thành vài sợi hắc khí, lần thứ hai hướng tới Tiêu Viêm đánh úp lại. Nhìn bạo lực mà đến hắc khí, Tiêu Viêm ánh mắt lập tức một ngưng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thập Tuyệt Yêu Viêm, lập tức tiếng quát nói, Thập Tuyệt Yêu Viêm, nhưng nguyện thần phục với ta. Sinh tử nguy cơ là lúc, Tiêu Viêm cũng không xác định Thập Tuyệt Yêu Viêm hay không có biện pháp, nhưng nơi này là nó địa bàn. Có hay không phương pháp thả không biết, nhưng Thập Tuyệt Yêu Viêm tựa hồ rất bội phục tôn thượng, chỉ bằng điểm này, Tiêu Viêm đó là có hy vọng đem nó thu phục. Nói đến cùng ngươi đến tục cùng có phải hay không tôn thượng? Thập Tuyệt Yêu Viêm tựa hồ cũng không có lý giải Tiêu Viêm ý tứ, Tiêu Viêm tức khắc cười khổ một tiếng. Rốt cuộc minh bạch vì sao Thập Tuyệt Yêu Viêm tại đây chín đại hỏa diễm chi tâm giữa xếp hạng lão cửu. Này chỉ số thông minh rõ ràng không quá đủ dùng, nhưng vãng vãng như thử, tâm tính định là trung thành và tận tâm. Ta là, nhất định là. Tiêu Viêm lần thứ hai quát, giờ phút này bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa tiếp tục lao ra, hai người hung hãn lực lượng lần thứ hai vì Tiêu Viêm chặn lại hắc ảnh, vì Tiêu Viêm kéo dài một ít thời gian. Ngươi giống như thực bức thiết yêu cầu lực lượng của ta, Thập Tuyệt Yêu Viêm hỏi. Ít nói nhảm, hoặc là thần phục, hoặc là lăn. Tiêu Viêm lập tức mày nhăn lại, đối mặt này bà mụ mụ Thập Tuyệt Yêu Viêm, đó là rất thành mắng. Vốn định khuyên phục Thập Tuyệt Yêu Viêm, nhưng này Thập Tuyệt Yêu Viêm vẫn luôn vô nghĩa, lệnh Tiêu Viêm cũng là cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Huống chi hiện tại hắc ảnh trên người mãnh liệt uy hiếp cảm, làm Tiêu Viêm cũng là có chút cấp bách. Quả nhiên là tôn thượng, đủ khí phách. Thập Tuyệt Yêu Viêm lập tức cười lớn một tiếng, Tiêu Viêm tức khắc một đầu hắc tuyến, tâm nói nguyên lai này Thập Tuyệt Yêu Viêm chính là một cái tiện gia, thiếu mắng. Thập Tuyệt Yêu Viêm ác ma hình thể nháy mắt chia lìa thành 9 đạo ngọn lửa, hướng tới Tiêu Viêm bạo lực mà đến, rồi sau đó điên cuồng nhảy vào Tiêu Viêm trong cơ thể. 10 đạo yêu viêm giờ phút này tất cả quy về Tiêu Viêm đan điền chỗ, nhìn Thập Tuyệt Yêu Viêm bị Tiêu Viêm thu phục. Kia hắc ảnh tựa hồ càng vì phẫn nộ rồi, hắc ảnh chân chính lực lượng cũng là khoảnh khắc bùng nổ. Hắc ảnh quát khẽ một tiếng, âm trầm đến mức tận cùng thanh âm, tức khắc gian, đó là có một cổ vô hình lực lượng bao phủ Tiêu Viêm. Vô pháp tránh né, bởi vì cổ lực lượng này hoàn toàn là vô hình, hơn nữa là đem Tiêu Viêm gắt gao tỏa định. Tiếp theo nháy mắt, Tiêu Viêm thân hình đó là vô pháp ở nhúc nhích chút nào, nhưng cùng lúc đó, Tiêu Viêm hơi thở đó là bắt đầu bạo trướng. Đây là bởi vì Thập Tuyệt Yêu Viêm gia nhập ở Tiêu Viêm đan điền chỗ, ba đạo hỏa diễm chi tâm huyền phù trong đó. Mà Thập Tuyệt Yêu Viêm năng lực cũng là vào giờ phút này triển lộ ra tới, Tiêu Viêm thực lực bắt đầu điên trướng. 4 sao đấu thần đỉnh, 5 sao đấu thần, 5 sao đấu thần sơ kỳ, 5 sao đấu thần trung kỳ. Lục tinh đấu thần. Lục tinh đấu thần sơ kỳ, lục tinh đấu thần trung kỳ. Lục tinh đấu thần đỉnh. Loại thực lực này tăng lên tốc độ đáng sợ đến kinh người, bất quá cuối cùng ngừng ở lục tinh đấu thần đỉnh, thiếu chút nữa điểm là có thể đến thất tinh đấu thần. Tiêu Viêm giờ phút này trong cơ thể nguyên khí hải càng là bạo chứng tới rồi 1600 vạn. Không thể tưởng tượng 1600 vạn. Ở không có Thập Tuyệt Yêu Viêm thời điểm, Tiêu Viêm trong cơ thể bất quá chỉ có 44 vạn nguyên khí hải, hiện tại 1600 vạn nguyên khí hải là cỡ nào khoa trương. Hơn nữa càng khoa trương chính là thông qua bất diệt chi hỏa hấp thu nguyên khí, cũng là tích lũy tới rồi 300 vạn. Bởi vậy Tiêu Viêm trong cơ thể trên thực tế sở có được sao trời hải đã đột phá tới rồi 1900 vạn. Phải biết rằng, ở thần hy thế giới giữa, đạt tới lục tinh đấu thần giả đã là Long Phượng Sừng Lân, ngay cả đấu thần liên minh tứ điện hạ Nguyên Bạch, thực lực cũng gần chỉ là 5 sao đấu thần trung kỳ. Một khi đột phá đến 5 sao đấu thần lúc sau, đó là đấu thần chi gian phân cách tuyến, bởi vì đạt tới 5 sao đấu thần sau, lại đột phá sở yêu cầu nguyên khí hải chính là tương đương khổng lồ. Tức khắc gian, Tiêu Viêm đó là cảm giác được chính mình trong cơ thể phảng phất có vô cùng đại lực lượng. Đến nỗi kia trói buộc, ở Tiêu Viêm 1900 vạn bàng bạc nguyên khí hải đánh sâu vào hạ, theo tiếng mà phá. Tiêu Viêm thân hình một lần nữa khôi phục tự do, nhưng Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn thoát đi tránh lui, bởi vì lấy tình huống hiện tại muốn chạy trốn ngược lại là không hiện thực. Hú chi Tiêu Viêm đối này hắc ảnh càng là thập phần tò mò,
nó đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Nếu thật là ngoại giới, như vậy nó chính là một cái trọng yếu phi thường manh mối. Bởi vậy Tiêu Viêm ở được đến thập tuyệt yêu viêm sau, cùng với thực sự lực bạo tăng, hắn cũng là giống như có thể cùng hắc ảnh một trận chiến năng lực. Tôn thượng, lấy ngươi hiện tại thực lực, vẫn là đừng cùng nó đánh, khẳng định là đánh không lại. Liền ở Tiêu Viêm hướng tới hắc ảnh lao đi thời điểm, trong cơ thể thập tuyệt yêu viêm lại là cả kinh, vội vàng khuyên can. Nhưng lấy ở giữa không trung Tiêu Viêm, ánh mắt một mảnh kiên nghị, hắn vô pháp nhìn thấu này hắc ảnh thực lực. Nhưng là tại đây một khắc, Tiêu Viêm sẽ không thoái nhượng, mặc dù không địch lại, cũng muốn một trận chiến. Phệ Viêm sấm đánh thước. Cái này đấu kỹ bổn yêu cầu thời gian đi ấp ủ, nhưng là ở tuyệt đối khổng lồ nguyên khí miễn cưỡng, Tiêu Viêm trong thời gian ngắn đó là lệnh này dư thừa, uy lực đạt tới giới giai thượng phẩm. Bát Hoang Huyền Trọng Xích mang theo hung hãn kình phong, cùng với ngập trời biển lửa cùng lôi đình, hướng tới hắc ảnh đổ ập xuống oanh kích mà đi. Nhìn đột phá nó phong tỏa Tiêu Viêm, hắc ảnh cũng tựa hồ có lẽ kinh ngạc, duy nhất đôi mắt xuất hiện một chút biểu tình biến hóa. Mà khi Tiêu Viêm chiều nó công kích mà đến thời điểm, nó trên người đó là có một loại túc sát cảm tràn ngập mở ra. Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích còn không có rơi xuống, nhưng lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ ở hắc ảnh trên người khi lần thứ hai có một loại mãnh liệt sinh tử nguy cơ cảm chiều hắn đánh úp lại, này tựa hồ cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà biến mất. Này liền thuyết minh, hắc ảnh thực lực còn ở Tiêu Viêm hiện giờ thực lực phía trên, hơn nữa như cũ là nghiền áp chi thế. Hắc ảnh trực tiếp giơ tay, này cánh tay nháy mắt hóa thành dày đặc hắc khí, ở kia giữa không trung hắc khí ngưng tụ thành một thanh màu đen dìu lớn, đột nhiên hướng tới Tiêu Viêm huy đi. Tiêu Viêm hung hăng vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là hướng tới nghênh diện mà đến màu đen dìu lớn tạp đi lên. Hai người điên cuồng đối kháng ở cùng nhau, hung hãn năng lượng nhanh chóng khuếch tán, mà nhân Tiêu Viêm trong cơ thể bàng bạc nguyên khí hải thêm vào, Phệ Viêm sấm đánh thức uy lực không giảm phản tăng. Hơn nữa Tiêu Viêm càng là đột nhiên vừa mở miệng, hư không chi thoi đã là ở bay nhanh xoay tròn, mà phía trước chỉ có thể sáng lên 3 điều năng lượng sọc. Hiện tại còn lại là 10 điều toàn lượng, hư không chi thoi uy lực phảng phất cũng là ở bàng bạc nguyên khí thêm vào hạ, tăng lên tới tối cao. Đương hư không chi thoi bạo lực mà ra thời điểm, sở nhấc lên không chỉ có là đinh tai nhức óc âm bạo thanh, còn có một trận có được nhất định uy lực cuồng phong. Hư không chi thoi mang theo cường đại uy áp hướng tới hắc ảnh thổi quét mà đi, ong ong không ngừng bên tai. Ở trên hư không chi thoi nháy mắt tới gần hắc ảnh một cái chớp mắt, chỉ thấy hắc ảnh từ từ nâng lên tay phải, lại là muốn tay không đi tiếp. Một tiếng trầm vang thình lình vang vọng, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy hư không chi thoi bị hắc ảnh một tay tiếp được, mà hư không chi thoi còn chưa đình chỉ xoay tròn, dường như ở ra sức dãy dụa. Hắc ảnh nắm hư không chi thoi, chỉ thấy khởi bàn tay chậm rãi dùng sức, rồi sau đó đó là nghe thấy ca ca tiếng động, ầm ầm một tiếng, hư không chi thoi lại là trực tiếp bị này niết nổ tung tới. Oanh một tiếng bạo liệt mà khai. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt cũng là một ngưng, hư không chi thoi như vậy chí bảo này cường độ không thể nghi ngờ. Tay không niết bạo hư không chi thoi này yêu cầu kiểu gì cường thân thể chi lực mới có thể làm được. Tiêu Viêm trong lòng đau xót, rốt cuộc hư không chi thoi cũng coi như được với Tiêu Viêm một cái hữu lực thủ đoạn chi nhất. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đối với hư không chi thoi sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Không ngờ tới thế nhưng bị này hắc ảnh nháy mắt hủy diệt. Cùng lúc đó, hắc ảnh lần thứ hai vung tay lên, giữa không trung cùng Tiêu Viêm rằng co màu đen dìu lớn cũng là lần thứ hai bộc phát ra cường hãn lực lượng. Trực tiếp ầm ầm một tiếng, đem Tiêu Viêm sinh sôi đẩy lui, biển lửa cùng lôi mang đều là nháy mắt đánh sơ xác. Nếu không phải Bát Hoang Huyền Trọng Xích cường độ kinh người, chỉ sợ này một kích, liền tính là Minh Hà khoa kỹ vũ khí cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Tiêu Viêm thân hình đảo bắn, cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là minh bạch thập tuyệt yêu viêm lời nói, hắn căn bản không có khả năng là này hắc ảnh đối thủ, hiện tại rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Ổn định thân hình sau, Tiêu Viêm lấy cực nhanh tốc độ lực hướng Hạ Tăng Huy, Hạ Tăng Huy cũng là biết được tình huống không đúng. Ở Tiêu Viêm tới gần một cái chớp mắt, bằng mau tốc độ tiến vào không gian giới tử giữa. Chỉ có như vậy Tiêu Viêm mới không có nỗi lo về sau, đến nỗi Thương Tuyết bốn người Tiêu Viêm đã là quản không được nhiều như vậy. Hiện tại hắn đều tự thân khó bảo toàn, những người khác Tiêu Viêm cũng vô pháp hỗ trợ. Hắc ảnh nhìn muốn rời đi Tiêu Viêm, lần thứ hai giơ tay, một đạo thanh âm thình lình vang lên, cũng không như là từ nó trong miệng nói ra, phảng phất là từ không gian nơi nào đó mà truyền ra. Hắc khí nháy mắt đem chung quanh bao phủ, vô số hắc khí hóa thành sợi tơ, tự này giữa không trung tứ tán mà khai. Rồi sau đó đó là hóa thành một cái màu đen sợi tơ nhà giam, trực tiếp bao phủ quanh mình trăm dặm. Không xong. Này hắc ảnh đến tột cùng là thứ gì? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rất thành hỏi. Ta cũng không lớn rõ ràng, từ than đồ chủ nhân ngã xuống lúc sau, nó liền xuất hiện ở nơi này. Thập tuyệt yêu viêm trả lời trực tiếp làm Tiêu Viêm hộc máu, vốn tưởng rằng nó sẽ có điểm mặt mày, rốt cuộc vẫn luôn tồn tại cùng nó trong cơ thể. Tại đây phía trước, ta chưa bao giờ gặp qua nó là loại này hình thái, dĩ vãng chỉ là một sợi hắc khí. Ta nếm thử qua lau đi nó, nhưng trước sau không có thể thành công, chưa từng nghĩ đến nó thế nhưng như thế cường đại. Tiêu Viêm mày nhăn lại, thân hình không thể không đình trệ xuống dưới, bởi vì ở hắn phía sau thình lình đó là kia từng điều hắc tuyến. Phóng nhãn nhìn lại, hắc tuyến hình thành một cái lồng giam,
mà Tiêu Viêm còn lại là trong lồng tước, hoàn toàn lâm vào bị động cục diện. Hắc Ảnh không biết là cái gì, thả thực lực là không biết cường đại, mặc dù là Tiêu Viêm có thập tuyệt yêu viêm tăng phúc, đạt tới lục tinh đấu thần đỉnh. Có được 1900 vạn bực này khủng bố nguyên khí nội tình, nhưng như cũ ở Hắc Ảnh áp bách hạ, cảm giác được mãnh liệt sinh tử nguy cơ cảm. Nay liên thuyết minh, Hắc Ảnh thực lực mặc dù là Tiêu Viêm ở như thế đại biên độ tăng lên sau, như cũ phải mạnh hơn quá nhiều. Hắc Ảnh hóa thành một sợi khói đen, đó là lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng tới Tiêu Viêm chậm rãi mà đến, cường đại cảm giác áp bách cũng là lần thứ hai thổi quét Tiêu Viêm. Không xong, hôm nay chẳng lẽ là muốn thua tại nơi này. Tiêu Viêm một đầu mồ hôi lạnh, Tử Thần Hư Linh Tháp như cũ không có động tĩnh. Tiêu Viêm không biết là Tử Thần Hư Linh Tháp cố ý vì này, vẫn là liền Tử Thần Hư Linh Tháp đều sợ hãi này đạo bóng đen. Hắc Ảnh công kích lần thứ hai thổi quét mà đến, chỉ thấy Tiêu Viêm quanh mình xuất hiện rất nhiều hắc khí, sau đó dần dần ngưng thật, hóa thành màu đen nắm tay, bàn tay cùng với bàn chân. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Tiêu Viêm công kích mà đi, lúc này đây công kích uy lực có điều giảm mạnh. Có vẻ không quá chí mạng, Tiêu Viêm không biết Hắc Ảnh là ở thử hắn vẫn là cố ý trêu đùa hắn. Tại đây hắc lung dưới, Tiêu Viêm không chỗ che giấu, bởi vậy Hắc Ảnh có đại lượng thời gian tới xử lý Tiêu Viêm. Ở hoàn toàn thực lực nghiền áp dưới tình huống, tựa hồ nháy mắt mặt sát cũng không có chậm rãi tra tấn tới càng có khoái cảm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng không phải ăn chay, có 1900 vạn nguyên khí nội tình, lập tức cũng là bộc phát ra uy thế cường đại. Trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích không có dừng lại, Phệ Viêm Sấm đánh thức không ngừng thi triển. Tiêu Viêm vốn định tế ra Chín Mục Thần Hồ, nhưng hắn đã mất đi một cái hư không chi thoi, Tiêu Viêm không thể lại làm chính mình bảo vật bị hủy. Rốt cuộc đây là Minh Mông lão tổ tặng cho hắn chi vật, thả còn không có làm rõ ràng này Chín Mục Thần Hồ còn có cái gì tác dụng. Này chính là Minh Mông thế giới chi tổ tặng cho hắn chi vật, cũng tuyệt phi trước mắt chỗ đã thấy như vậy đơn giản, có lẽ còn chưa tới nó chân chính phát huy tác dụng thời điểm. Tiêu Viêm vốn định nếm thử lần thứ hai sử dụng Bạch Diễm chi tức, tuy rằng Bạch Diễm chi tức hiện giờ chỉ còn lại có lưỡng đạo, thập phần chân quý, nhưng là so chân quý mà nói, tánh mạng ưu tiên. Nhưng tiền đề là Bạch Diễm chi tức đối với Hắc Ảnh có tác dụng mới được, rốt cuộc mới vừa rồi Tiêu Viêm đã nếm thử qua, ở đạo thứ nhất Bạch Diễm chi tức còn không có hoàn toàn tan hết là lúc. Diệt sát rớt tứ điện hạ nguyên bạch sau, Tiêu Viêm cũng đối Hắc Ảnh thi triển, nhưng tựa hồ Bạch Diễm ở nó nơi này cũng không có tác dụng. Nói cách khác, này Hắc Ảnh không có thân thể, hơn nữa còn không có linh hồn. Nếu không phải như thế, Bạch Diễm không có khả năng không có tác dụng, bởi vậy Tiêu Viêm mới có thể cảm giác được khủng bố, hắn vô pháp xác nhận Hắc Ảnh là cái gì. Tiêu Viêm điên cuồng chống đỡ đến từ Hắc Ảnh công kích, chẳng qua Tiêu Viêm ngăn cản ở rất nhiều thời điểm đều có vẻ thập phần vô lực. Không chỉ có bị Hắc Ảnh công kích biến thành giải, hơn nữa lực lượng cường đại càng là rơi xuống hắn thân thể phía trên. Tiêu Viêm thân hình không ngừng đảo bắn, bởi vậy cũng có vẻ thập phần chật vật. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Viêm lau sạch khóe miệng máu tươi, quản lý trên người thương thế còn có thể dựa vào chung quanh kia 10 vạn người sinh mệnh mà nhanh chóng khôi phục. Nhưng đây đều là ở không có gặp đến tổn thương chí mạng dưới tình huống. Trước mắt Hắc Ảnh rõ ràng có được trực tiếp mặt sát Tiêu Viêm năng lực, nhưng nó nhưng vẫn không có làm như vậy. Hắc Ảnh không nói gì, thoạt nhìn giống như sẽ không nói, một người một ảnh, cứ như vậy đứng lặng nhìn nhau nửa phút. Hắc Ảnh rốt cuộc giơ tay, vô số hắc khí lần thứ hai quanh quẩn Tiêu Viêm, từng đạo hắc khí hóa thành bé nhọn màu đen trường mâu. Như cũ là một chữ, thanh âm vẫn là đến từ chính không gian, nghe tới cũng không phải từ Hắc Ảnh trong miệng phát ra. Bởi vì nó trên mặt căn bản không có miệng, chỉ có một đôi không có quá nhiều thần sắc đôi mắt. Tiêu Viêm lập tức cắn răng một cái quan, trong cơ thể 2000 phương lôi hải không có chút nào giữ lại, tất cả dũng mãnh vào, cùng lúc đó kia bàng bạc nguyên khí hải cũng là hình thành cái chắn. Trường thượng trăm màu đen trường mao, ở hơi hơi một đốn sau, đó là lấy cực nhanh tốc độ, mỗi một cây trường mâu đều nhấc lên chói tai âm bạo tiếng động, hướng tới Tiêu Viêm hung hăng đâm tới. Cực độ chói tai tê tiếng huýt gió, chỉ thấy từng cây màu đen trường mâu nháy mắt đó là xuyên thấu Tiêu Viêm nguyên khí cái chắn. Mặc dù là 1900 vạn nguyên khí hải hình thành nguyên khí cái chắn, tại đây màu đen trường mâu hạ phảng phất như tờ giấy phiến giống nhau, không hề bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Đột phá nguyên khí cái chắn sau, đó là Tiêu Viêm 2000 phương lôi hải, lôi đình lập tức thổi quét mỗi một cây màu đen trường mâu, cứ việc đều có đình trệ, nhưng cơ hồ nhìn không ra tới. Màu đen trường mâu xuyên qua lôi hải sau, đó là thứ hướng về phía Tiêu Viêm, đệ nhất cây trường mâu Tiêu Viêm giò ra tay, hung hăng vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đem này trấn khai. Nhưng đệ nhị cây trường mâu lại là nối gót tới, cơ hồ không có cấp Tiêu Viêm phản ứng thời gian, trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bụng trực tiếp bị xuyên thủng, com cùng lúc đó, đệ tam căn, đệ tứ căn. Từng cây màu đen trường mâu thế như trẻ tre, liên tiếp đột phá Tiêu Viêm phòng hộ, hơn nữa trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Viêm không ngừng huy thước. Nhưng trên người cắm thượng màu đen trường mâu càng ngày càng nhiều, toàn thân đều bị xuyên thấu, một đám máu chảy đầm đìa huyết động không ngừng mạo máu tươi. Ỷ lại đấu thần cường đại khôi phục lực, cùng bất diệt chi hỏa đối 10 vạn nhân sinh mệnh chi lực hấp thu, Tiêu Viêm như cũ ở nhanh chóng khôi phục. Nhưng như vậy thương thế, dù cho khôi phục tốc độ lại mau, cũng cực đại ảnh hưởng Tiêu Viêm tốc độ lực công kích, cùng với đối trước mắt tình huống sức phán đoán. Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi,
Tình huống có vẻ dị thường không xong, không gian giới tử trung Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt đã lo lắng tới rồi cực hạn. Nhưng bọn hắn lại bất lực, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt nhiều lần muốn từ giới tử ra tới trợ giúp Tiêu Viêm, đều bị Tiêu Viêm lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Trước mắt tình huống mặc dù bọn họ trả giá tánh mạng cũng là không thay đổi được gì. Thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Cho đến gần trăm cây trường mâu đều xuyên thấu Tiêu Viêm thân thể, giờ phút này Tiêu Viêm thân thể thượng cắm đầy màu đen trường mâu, mà Tiêu Viêm còn lại là vươn tay đi, một cây đem này chậm rãi rút ra. Nhưng Tiêu Viêm trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, thậm chí nhìn không tới bất luận cái gì thống khổ chi sắc, mà là một loại kiên nghị, mặc dù đối mặt tuyệt cảnh, Tiêu Viêm như cũ không tin chính mình sẽ dễ dàng ngã xuống. Bạch Diễm, Bất Diệt, Yêu Viêm, ta không phải nó đối thủ, nhưng ở ta ngã xuống phía trước, ngươi chờ như nguyện khuynh thứ nhất thiết cùng ta cùng với một trận chiến. Tiêu Viêm tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, máu tươi theo Tiêu Viêm cánh tay vẫn luôn chảy xuôi tới rồi thước thân phía trên. Mà Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là vào giờ phút này ầm ầm vang lên, phảng phất cảm nhận được chính mình chủ nhân sở gặp phải tuyệt cảnh, nó cũng muốn cùng chủ phấn chết một trận chiến. Ta chờ nguyên vì chủ nhân vượt lửa quá sông. Ba cái hỏa diễm chi tâm, bao gồm vừa mới bị Tiêu Viêm thu phục thập tuyệt yêu viêm, có lẽ không phải nó bổn ý. Nhưng là Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa như thế kiên nghị, loại này không khí quá đốt, oán giận chi tâm có chút phía trên. Tùy ta tử chiến. Tiêu Viêm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích chấn động, giờ phút này hắn không chỗ nào cố kỵ. Vươn tay đem trên người từng cây màu đen trường mâu rút ra, một đám huyết động chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Nhưng Tiêu Viêm không có chờ thương thế hoàn toàn khôi phục, mà là trực tiếp thân hình vừa động. Tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích đó là bỗng nhiên lao ra, trong cơ thể ba cái hỏa diễm chi tâm cũng là nháy mắt bùng nổ. Tuy nói hỏa diễm chi tâm đều có từng người năng lực, nhưng đồng dạng không thể phủ nhận chính là chúng nó đều là hỏa diễm chi tâm, chính là ngọn lửa chi nguyên, bản thân đều có được cực đoan hủy diệt lực lượng. Chẳng qua ở bản thân năng lực dưới mới không có chân chính hiển lộ, như này một cái chớp mắt, ba cái hỏa diễm chi tâm uy lực đều là không hề giữ lại phun trào mà ra. Mãnh liệt ngọn lửa tự Tiêu Viêm vì trung tâm bùng nổ, ở chân chính ngọn lửa căn nguyên dưới. Mặc dù Tiêu Viêm là ba cái hỏa diễm chi tâm chủ nhân, nhưng cường đại uy lực cũng làm hắn thân thể cảm nhận được thật lớn phụ tải. Toàn bộ thân thể đều bởi vì mãnh liệt ngọn lửa mà trở nên nóng bỏng, ngọn lửa bao trùm Tiêu Viêm sở hữu kinh mạch cùng huyết nhục, tại đây một cái chớp mắt, phảng phất có thể rõ ràng nhìn đến Tiêu Viêm làn da hạ mạch máu đều là ngọn lửa trào dâng, theo sau ngay cả làn da đều thiêu đốt lên. Tiêu Viêm cả người mang theo mãnh liệt ngọn lửa, phía sau là đầy trời biển lửa, ba cái hỏa diễm chi tâm từng người bất đồng ngọn lửa lẫn nhau đan chéo, đồng thời cũng bộc phát ra lệnh người kinh sợ uy lực. Tiêu Viêm nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đó là giơ lên kia đầy trời biển lửa hướng tới hắc ảnh thật mạnh vung lên, biển lửa nháy mắt ngưng tụ thành ngọn lửa cự thước, bổ về phía hắc ảnh. Ầm vang một tiếng, bộc phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn, biển lửa vang khắp nơi. Toàn bộ nguyên bản tối tăm không gian vào giờ phút này so ban ngày còn muốn sáng ngời chói mắt, phóng nhãn nhìn lại chỉ có vô tận lan tràn biển lửa. Nhưng có thể bộc phát ra như thế cường đại ngọn lửa uy lực, tiền đề vẫn là Tiêu Viêm có được 1900 vạn nguyên khí làm nội tình. Hỏa diễm chi tâm là căn nguyên, nhưng muốn xu thế căn nguyên, như cũ yêu cầu nguyên khí làm cơ bản. Tiêu Viêm giờ phút này không chỗ nào cố kỵ, cũng không sở giữ lại, càng là điên cuồng hấp thu 10 vạn người nguyên khí. Loại này kịch liệt tiêu hao, mặc dù là Tiêu Viêm 1900 vạn nguyên khí cũng chỉ là ở khoảnh khắc chi gian. Cũng may có 10 vạn người nguyên khí làm bổ sung, nhưng dù vậy, này 10 vạn người nguyên khí cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian, huống chi đối này hắc ảnh hay không có thể tạo thành thương tổn đều còn không có định luận. Tiêu Viêm nhìn thấy chính mình này một thước vỗ xuống sau một lúc lâu không có động tĩnh, đó là huyền lập giữa không trung, nhìn chăm chú một chút. Bất quá tiếp theo nháy mắt, Tiêu Viêm đó là đôi mắt chợt co rụt lại, đột nhiên nâng lên trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, ở kia biển lửa bên trong. Chỉ thấy một thanh màu đen trường kiếm, kia thân kiếm chừng trăm trượng chi trường, hưu một tiếng, trường đến lệnh người khiếp sợ, thân kiếm trực tiếp trên cao hết thảy. Toàn bộ thời không phảng phất đều là tại đây trăm trượng hắc kiếm dưới đột nhiên cứng lại. Tiếp theo nháy mắt, ầm ầm tiếng động so với Tiêu Viêm biển lửa, chỉ có hơn chứ không kém, tấc tấc kiếm khí đem bốn phía biển lửa trực tiếp nghiền bạo chấn toái. Lại là không thể tưởng tượng đem Tiêu Viêm biển lửa phân cách thành hai nửa, lại còn có lệnh đại lượng biển lửa hóa thành bọt nước. Đây là yêu cầu kiểu gì lực lượng cường đại mới có thể làm được a? Theo trăm trượng hắc kiếm xem qua đi. Chỉ thấy hắc ảnh đạm nhiên, nay trường kiếm phảng phất đều là từ nó cánh tay trung mọc ra từ giống nhau, theo cắt ra không gian. Này không có biểu tình ngược lại có vẻ làm cho người ta sợ hãi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giờ phút này ánh mắt một mảnh chấn động Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa mới bốc cháy lên ý chí chiến đấu, cơ hồ nháy mắt tan biến, màu đen trường kiếm gào thét mà qua là lúc, cũng chạm ở Tiêu Viêm vội vàng nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích phía trên. Một tiếng kim thiết giòn vang sau, Tiêu Viêm thân hình đó là trực tiếp mất đi cân bằng, giống như đã chịu trọng lực, lập tức đó là như đạn pháo giống nhau bắn nhanh mà ra. Ầm ầm một tiếng, Tiêu Viêm trực tiếp đánh vào hắc tuyến nhà giam phía trên, mà đụng phải này hắc tuyến một cái chớp mắt. Tiêu Viêm thân thể tức khắc bộc phát ra suy suy tiếng động, nghiễm nhiên này hắc tuyến có được cực cường ăn mòn chi lực. Tiêu Viêm ăn đau, lập tức bay lên rời đi,
giữa trán đã là che kín mồ hôi và máu, cho dù thân thể khôi phục như cũ nhanh chóng. Nhưng tại tâm linh thượng lại là một loại mãnh liệt đả kích, rốt cuộc này trước sau là một hồi không hề trì hoãn chiến đấu. Mà lúc này đương Tiêu Viêm thân hình vừa mới ổn định, hắc ảnh đó là lần thứ hai vung lên trăm trượng lớn lên màu đen mũi kiếm. Tiêu Viêm sắc mặt một ngưng, lần thứ hai nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích đi ngăn cản này gào thét mà đến trăm trượng mũi kiếm. Lúc này đây uy lực so với phía trước nhất kiếm càng tăng lên, cứ việc Tiêu Viêm nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích đó nỡ. Nhưng nháy mắt đã bị văng ra, rồi sau đó kia trăm trượng mũi kiếm trực tiếp từ Tiêu Viêm thân thể thượng quét ngang mà qua. Xì lạp một tiếng, Tiêu Viêm bên hông xuất hiện một cái huyết tuyến, tiếp theo nháy mắt, đó là nhìn đến Tiêu Viêm thượng thân cùng nửa người dưới trực tiếp bị phân cách thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Loại cảm giác này Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên trải qua, giờ phút này Tiêu Viêm đôi mắt cấp tốc co rút lại, nhưng thân thể bị phân cách như cũ vô pháp chân chính mà sát một người đấu thần. Xên xệt máu dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, com hai người lần thứ hai trùng hợp, huyết nhục cũng là điên cuồng sinh trưởng. Mấy cái hô hấp gian Tiêu Viêm bị chia làm hai nửa thân thể một lần nữa khôi phục, nhưng tiếp theo nháy mắt. Kia không hề góc chết trăm trượng mũi kiếm lần thứ hai gào thét mà đến, Tiêu Viêm thân hình khôi phục nháy mắt, đó là cực nhanh né tránh. Nhưng hắc ảnh tựa hồ cũng không có như vậy dừng tay, tiếp tục huy động trăm trượng hắc kiếm, mà Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ bộc phát ra chính mình nhanh nhất tốc độ liên tục tránh né. Cùng lúc đó, còn có vô số hắc khí hướng tới Tiêu Viêm thổi quét mà đến, ở kia giữa không trung hóa thành từng điều màu đen đằng xà, lộ ra bén nhọn răng nọc hướng tới Tiêu Viêm sinh sôi cắn tới. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là lập tức một ngưng, hiện giờ bất luận cái gì thủ đoạn ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều có vẻ quá mức trứng chọi đá. Phệ Viêm sấm đánh thước. Tiêu Viêm điên cuồng đem ngọn lửa rót vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích chung. Đối mặt gào thét mà đến đông đảo màu đen đằng xà đột nhiên vung lên, hung hãn ngọn lửa mà diệt một chút, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Phệ Sinh Chỉ. Tiêu Viêm đối mặt lực tới màu đen đằng xà lần thứ hai giơ tay, Phệ Sinh Chỉ năng lực bùng nổ, điên cuồng hút xả màu đen đằng xà. Ở hút xả giữa, nay đó màu đen đằng xà lại là hóa thành hắc khí, bị Tiêu Viêm Phệ Sinh Chỉ cấp cắn nuốt. Cũng ở cắn nuốt một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cảm nhận được kịch liệt khác thường, một mồm to máu tươi phun ra, cắn nuốt này hắc khí lại là bị phản phệ. Nhưng Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, giơ tay, đột nhiên đó là một lóng tay điểm ra. Phệ Sinh Chỉ thượng hắc khí tức khắc trào ra, ở giữa không trung hóa thành phía trước màu đen đằng xà, chẳng qua chúng nó công kích đối tượng biến thành hắc ảnh. Chỉ thấy hắc ảnh chậm rãi nâng lên bàn tay, những cái đó bổn bị Tiêu Viêm khống chế hắc khí, lần thứ hai cứng lại, rồi sau đó trực tiếp phương hướng vừa chuyển lại nhằm phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, Phệ Sinh Chỉ thế nhưng không hề tác dụng không nói, càng làm mất nhiều hơn được, còn bị này hắc khí phản phệ. Phệ Sinh Chỉ không có tác dụng, Tiêu Viêm lần thứ hai dựng thẳng lên một cây ngón giữa, đột nhiên chỉ hướng về phía hắc ảnh. Sơn Hải một lóng tay. Sơn Hải một lóng tay lực lượng càng như là linh hồn chi lực sở sáng tạo ảo cảnh. Nhưng trên thực tế Sơn Hải một lóng tay sở sáng tạo thế giới lại là so linh hồn chi lực sở sáng tạo ra tới cao không ngừng một cấp bậc. Nhưng tiền đề là có thể làm đối phương tiến vào Tiêu Viêm sở sáng tạo Sơn Hải thế giới, cướp lấy ý chí là mấu chốt nơi, nhưng như vậy thủ đoạn. Có lẽ ở đối phó thực lực tiếp cận giả có lẽ tác dụng rõ ràng, nhưng ở thật lớn thực lực chênh lệch hạ, Sơn Hải một lóng tay hay không hữu dụng, đó là một cái không biết bao nhiêu. Tuy rằng này đó đều là tôn thượng chiêu số, theo lý mà nói, đều là thập phần cường đại thả đứng đầu chiêu số, nhưng vô luận rất mạnh chiêu số, cũng phải nhìn thi triển giả bản thân. Đối với thực lực cường đại đến không thể địch nổi tôn thượng tới nói, hắn bất luận cái gì chiêu số đều là vô cùng cường đại. Nhưng đặt ở hiện giờ thực lực còn vẫn là thông qua thập tuyệt yêu viêm mới đạt tới lục tinh đấu thần đỉnh Tiêu Viêm tới nói. Muốn vượt nhiều cảnh giới, đi ứng đối cường đại mấy lần cường giả khi, loại này thời điểm là thủ đoạn gì đều không được tốt xử. Tiêu Viêm một lóng tay dưới, hắc ảnh động tác cũng chỉ là hơi hơi cứng lại, nhưng tiếp theo nháy mắt, kia trăm trượng hắc nhận đó là tiếp tục hướng tới Tiêu Viêm bổ tới. Thực hiển nhiên, Tiêu Viêm Sơn Hải một lóng tay ở hắc ảnh trên người khởi không đến đinh điểm tác dụng. Đối mặt liên tục chiều hắn gào thét mà đến trăm trượng hắc nhận, hắc ảnh cơ hồ tại chỗ bất động dưới tình huống, đó là đem Tiêu Viêm đẩy vào tuyệt cảnh. Tiêu Viêm giờ phút này hai tay chấn động, ở phía trước trong chiến đấu, oanh thần cánh tay đã tích lũy cũng đủ lực lượng. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm càng là cắn răng một cái, bay nhanh ở lòng bàn tay bên trong không ngừng ngưng tụ không sợ hỏa liên. Mà ở trăm trượng hắc nhận tiến đến một cái chớp mắt, Tiêu Viêm năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, biển lửa từ khe hở ngón tay bên trong bùng nổ. Đương nhiên, chỉ bằng không sợ hỏa quyền lực lượng chỉ sợ liền đối kháng tư cách đều không có, chỉ có hơn nữa oanh thần cánh tay lực lượng, có lẽ mới vừa rồi có thể có một tia chống lại chi lực. Trăm trượng hắc nhận đánh úp lại, Tiêu Viêm dáng người cũng là trầm xuống, ổn định thân hình sau. Song quyền lôi cuốn đầy trời biển lửa cùng với thổi quét mà đi, cho đến hiện tại, Tiêu Viêm như cũ không có chút nào từ bỏ ý niệm. Ở oanh thần cánh tay uy lực hạ, cũng là rốt cuộc cùng trăm trượng hắc nhận có một ít chống lại, chẳng qua. Tiêu Viêm thân hình đang không ngừng lui về phía sau, mà kia trăm trượng hắc nhận còn lại là ở tấc tấc tới gần. Cuối cùng máu tươi văng khắp nơi, Tiêu Viêm hai tay che ở trước ngực, chỉ thấy hai tay thượng xuất hiện vô cùng khủng bố miệng vết thương. Thậm chí có thể nhìn đến vỡ ra huyết nhục dưới bạch cốt, nếu không phải là oanh thần cánh tay, chỉ sợ vừa mới một cái chớp mắt,
Tiêu Viêm lại sẽ lần thứ hai bị kiếm này một phân thành hai. Tiêu Viêm thân hình lảo đảo, nghiêng ngả lảo đảo trốn tránh, có vẻ thập phần chật vật. Nhưng Tiêu Viêm không có cố kỵ cánh tay thượng nhìn thấy ghê người thương thế, mà là tiếp tục hai tay run rẩy. Ba loại ngọn lửa ở này trước mặt bay nhanh đọng lại, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là vào giờ phút này vô cùng kiên nghị. Từng sáng tạo Phật lửa dẫn liên là lúc cũng là như vậy tuyệt cảnh. Hôm nay cũng là như thế, hỏa diễm chi tâm bổn không có khả năng tương dung, nhưng hôm nay, ta liền muốn thử một lần. Tiêu Viêm trong mắt một mảnh kiên nghị, tam đại hỏa diễm chi tâm cũng là hoàn toàn thuận theo Tiêu Viêm kêu gọi, đem chính mình căn nguyên chi lực cũng là vận dụng mà ra. Ba cái hỏa diễm chi tâm đều là huyền phù ở Tiêu Viêm trước mặt, chúng nó ba người lực lượng kia đều là có thể hủy diệt thiên địa. Kiểu gì cuồng bạo tự nhiên là không cần nói cũng biết, đến nỗi đem hỏa diễm chi tâm dung hợp việc. Chỉ sợ viễn cổ đến nay đều không người đi đã làm, cũng không có người dám làm. Tiêu Viêm như vậy hành vi, tuy rằng ba cái hỏa diễm chi tâm đều là trung thành và tận tâm, nhưng làm như vậy, làm hỏa diễm chi tâm chúng nó có lẽ tự thân cũng không sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng đối với thi triển giả Tiêu Viêm tới nói, sẽ là một hồi căn bản vô pháp thừa nhận phụ tải. Chủ nhân, như vậy ngươi cũng sẽ chết. Bất Diệt Chi khẩn cấp vội khuyên can nói. Không sai, chúng ta ba cái cuồng bạo lực lượng sẽ bởi vậy mà mất khống chế, tuy rằng sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cường đại uy lực, nhưng đồng thời cổ lực lượng này cũng sẽ là vô pháp khống chế, thậm chí sẽ phá hủy nơi này hết thảy, bao gồm mọi người sinh mệnh. Luôn luôn điên cuồng Bạch Diễm, tại đây một khắc, tựa hồ cũng nhận túng. Bất Diệt, này cái nạp giới cùng không gian giới tử thay ta bảo vệ tốt, có ngươi ở, hủy diệt một lần thân thể lại như thế nào? Ta mặc kệ này hắc ảnh là cái gì, hôm nay lão tử cũng muốn đem nó nổ thành cho tàn. Tiêu Viêm trong mắt cũng là một mảnh điên cuồng chi sắc, giờ phút này đem tồn tại Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt không gian cùng với toàn bộ gia sản nạp giới giao cho Bất Diệt chi hỏa. Chúng nó tuy rằng vô pháp khống chế sắp bùng nổ khủng bố lực lượng, nhưng hai quả giới tử phải bảo vệ xuống dưới, đảo vẫn là không thành vấn đề. Bất Diệt chi hỏa cũng là nháy mắt minh bạch Tiêu Viêm tâm tư, đối với Tiêu Viêm tới nói, hắn căn bản không sợ hủy diệt này một khối thân thể, rốt cuộc hiện giờ hắn thân thể đã có đại lượng là tôn thượng thân thể. Mặc dù này ba cái hỏa diễm chi tâm tương dung bộc phát ra tới uy lực cường đại có thể hủy diệt giới không, nhưng tôn thượng thân thể cũng quả quyết có được tuyệt đối cường độ chống cự. Không chỉ có là thân thể cường đại, mà là đến từ cùng trong xương cốt cường đại, liền như mới vừa rồi hắc ảnh kia nhất kiếm. Mặc dù có thể cắt ra Tiêu Viêm huyết nhục, nhưng chạm đến cốt cách là lúc, giống nhau bị sinh sôi văng ra. Tiêu Viêm giờ phút này đã quản không được nhiều như vậy, hiện giờ sở hữu thủ đoạn, phàm là có khả năng có hy vọng thủ đoạn Tiêu Viêm đều đã thi triển. Nhưng như cũ là bị hắc ảnh nghiền áp chi thế, bởi vậy chuyện tới hiện giờ, Tiêu Viêm cũng chỉ có mạo hiểm một bác. Ba đạo hỏa diễm chi tâm ở Tiêu Viêm trước người điên cuồng đan chéo, ba cái bổn không có khả năng dung hợp ở bên nhau ngọn lửa lực lượng đang ở lấy Tiêu Viêm cường ngạnh thủ đoạn dưới điên cuồng dung hợp. Không ngừng giao hòa gian, cũng là có kinh hãi hủy diệt chi lực từ trung tâm bên trong bắt đầu lan tràn, Tiêu Viêm ánh mắt một mảnh kiên nghị. Cho dù theo giao hòa, bộc phát ra tới uy lực bắt đầu bộc phát ra từng đợt kịch liệt chấn động, lệnh Tiêu Viêm bản thân nhưng thật ra một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa đình chỉ xuống dưới, hắn trong mắt đã hoàn toàn bị điên cuồng sở chiếm cứ. Nhưng đều không phải là mất đi lý trí điên cuồng, chỉ là đến bây giờ, đây là Tiêu Viêm cuối cùng thủ đoạn mà thôi. Đây là hắn không màng tất cả thủ đoạn, dù sao này một kích, hắn đã không để bụng sở hữu, quanh mình 10 vạn người bao gồm Thương Tuyết đám người tánh mạng, Tiêu Viêm cũng quản không được nhiều như vậy. Cần thiết đến nổ chết ngoạn ý như này. Đây là Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng duy nhất ý niệm, vô cùng mãnh liệt. Tiêu Viêm không biết hắc ảnh là cái gì, nhưng là tiêu diệt hắc ảnh đã là Tiêu Viêm hiện tại không có bất luận cái gì lý do cũng phải đi làm sự. Nhìn như hắc ảnh vẫn luôn không có đối hắn động sát khí, nhưng kỳ thật thượng, hắc ảnh liên tiếp xuất kiếm đã ở đem Tiêu Viêm hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu lại không ra tay, chỉ sợ cũng không cơ hội ra tay. Tiêu Viêm trong cơ thể sở hữu nguyên khí, suốt 1900 vạn nguyên khí, tất cả hóa thành ngọn lửa, ba cái hỏa diễm chi tâm đều là ở Tiêu Viêm bên cạnh hóa thành tam phiến biển lửa không ngừng khuếch tán. Bất quá ở một tiếng giòn vang sau, tam phiến trăm trượng biển lửa cơ hồ nháy mắt thu nạp, tức khắc gian. Một đóa tam sắc hỏa liên đó là chậm rãi hiện lên ở Tiêu Viêm trước người. Tên của nó cũng kêu Phật lửa dẫn liên. Hết thảy như lúc ban đầu, cửu cửu quy nhất. Tiêu Viêm trước người tam sắc hỏa liên chừng trăm trượng, bất quá Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay đem hỏa liên nâng lên là lúc. Trăm trượng hỏa liên nháy mắt biến làm 10 trượng, cuối cùng hóa thành Tiêu Viêm bàn tay lớn nhỏ huyền phù ở trong đó, trong sáng trong suốt giống như một đóa bảo liên. Như này trung tâm giữa, đó là nhìn đến ba loại nhan sắc ngọn lửa đan chéo. Một khi chạm vào nhau, hỏa liên liền sẽ bộc phát ra uy lực chân chính, có thể so với đấu khí đại lục Tiêu Viêm sở thi triển Phật lửa dẫn liên. Chẳng qua từ hỏa diễm chi tâm đan chéo mà thành hỏa liên, chỉ sợ này một tạc dưới, hủy diệt non nửa cái hạ đẳng giới không cũng là tùy tùy tiện tiện sự. Tiêu Viêm ánh mắt một mảnh kiên nghị, này tuyệt đối là hắn trước mắt mạnh nhất thủ đoạn. Hủy diệt lực liền Tiêu Viêm đều không rõ ràng lắm lớn đến cái gì trình độ, nhưng trước mắt nếu đã không có đường lui, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể liều chết một bác. Chậm rãi nâng lên bàn tay, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ném đi. Hắn không cần hoàn toàn ném hắc ảnh,
bởi vì Hỏa Liên uy lực đủ rồi hủy diệt quanh mình trăm dặm hết thảy tồn tại. Hỏa Liên theo Tiêu Viêm bàn tay về phía trước dịch chuyển, tốc độ dần dần biến mau, kia hắc ảnh tựa hồ cũng không sợ hãi. Thậm chí giơ tay lại là huy khởi trong tay trăm trượng hắc nhận hướng tới Tiêu Viêm ném ra Hỏa Liên phách chém mà đến. Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt một hoành, mặc dù biết Hỏa Liên uy lực khả năng phá hủy nơi này hết thảy, bao gồm Thương Tuyết đám người tánh mạng, cùng với này 10 vạn người tánh mạng, như này đã là hắn bất đắc dĩ cử chỉ. Hỏa Liên ở hắc ảnh trăm trượng hắc nhận bổ tới hết sức, đó là ở khâu trung dẫn đầu cứng lại, nếu là phóng gần đi xem, đó là có thể nhìn đến Hỏa Liên bên trong tam sắc ngọn lửa bổn còn duy trì cân bằng, nhưng tại đây một cái chớp mắt, lại là lẫn nhau va chạm ở cùng nhau. Quanh mình hết thảy phảng phất đều là cứng lại, rồi sau đó toàn bộ không gian không khí dường như nháy mắt bị rút cạn giống nhau. Đây là ngọn lửa sắp bùng nổ sở sinh ra ngắn ngủi chân không, tại đây loại dưới áp lực, mặc dù là đấu thần, cũng là cảm thấy thập phần khó chịu. Tiếp theo nháy mắt, đó là nhìn đến toàn bộ Hỏa Liên nháy mắt nổ tung, ngọn lửa hóa thành một cái thật lớn hỏa cầu tức khắc gian hướng tới bốn phía lan tràn. Vô tận hủy diệt chi lực bắt đầu thổi quét quanh mình mỗi một tấc địa phương. Cũng không ra Tiêu Viêm sở liệu chính là, hắc ảnh sở bày ra hắc tuyến nhà giam cũng là trong khoảnh khắc tại đây làm cho người ta sợ hãi biển lửa dưới nháy mắt hóa thành dập nát. Như này cường đại uy lực, cũng chính như bất diệt chi hỏa cùng Bạch Diễm lời nói. Mặc dù là Tiêu Viêm cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi, nháy mắt bùng nổ biển lửa cũng đem Tiêu Viêm cấp hoàn toàn bao phủ. Thân là đấu thần, cùng với có được thái cổ thần lôi thể Tiêu Viêm, thân thể chi lực cố nhiên đã rất mạnh, nhưng rốt cuộc đây là hỏa diễm chi tâm căn nguyên chi lực, mấu chốt nhất chính là không chỉ có là một cái hỏa diễm chi tâm, mà là khủng bố ba cái hỏa diễm chi tâm sở hỗn loạn ở bên nhau uy lực, không thể nghi ngờ là liền Tiêu Viêm như vậy cường hãn thân thể cũng là khó có thể ngăn cản. Cơ hồ ở nháy mắt, Tiêu Viêm toàn bộ thân hình cũng là đảo bắn mà ra. Ở ngọn lửa dưới bắt đầu thiêu, trên thực tế trừ bỏ Tiêu Viêm ở ngoài, những cái đó tới gần một ít thân ảnh, cơ hồ ở Hỏa Liên nổ mạnh trong nháy mắt, thậm chí đều cảm giác không đến đau đớn, nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Ngọn lửa cơ hồ ở chớp mắt một cái chớp mắt, liền phải đem nơi này cấp hoàn toàn nuốt hết. Nếu là không có ngăn trở, ở chỗ này sở hữu sinh linh đều đem ở Tiêu Viêm nổ mạnh dưới hóa thành tro bụi, chẳng qua liền tại đây nổ mạnh một cái chớp mắt. Từ nay bốn phía chợt hiện một cổ vô hình lực lượng, hóa thành một cái vô hình cái lồng, đem sở hữu ngọn lửa toàn bộ bao phủ ở trong đó. Này thật lớn dư uy điên cuồng ở cố định khu vực nội điên cuồng thổi quét, mà ở cổ lực lượng này xuất hiện đồng thời, cũng đem phía dưới 10 vạn thân ảnh cấp ngăn cách bởi ngoại, thế cho nên Tiêu Viêm Hỏa Liên vẫn chưa đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Phóng nhìn về nơi xa đi, vô tận ngọn lửa bị hạn chế ở một cái nửa vòng tròn hình cái lồng trong vòng. Bộc phát ra tới ngọn lửa mặc dù bị bao phủ ở bên trong, nhưng như cũ làm nơi này độ ấm chợt lên cao tới rồi lệnh người khó có thể thừa nhận trình độ. Hết thảy ướt át, nháy mắt bị bốc hơi, cực nóng cũng làm quanh mình thoạt nhìn trở nên vặn vẹo. Mà như vậy ngọn lửa vẫn luôn chút xuống, cũng không có tiêu tán dấu hiệu, ầm 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 thanh âm không dứt bên tai, thật giống như một tòa không ngừng phun trào núi lửa, trước sau không có đình trệ xuống dưới. Ngọn lửa trong vòng đã nhìn không thấy bất luận cái gì thân ảnh, phảng phất nơi đó biến thành một cái luyện ngục nhà giam, chỉ có ngọn lửa chút xuống, chỉ có thể đem hết thảy đốt cháy ngọn lửa. Không biết đi qua bao lâu, kia 10 vạn người cũng là rốt cuộc dần dần thức tỉnh, bọn họ không biết đã xảy ra cái gì. Bạch Diễm chi tức cơ hồ vây khốn bọn họ mấy tháng lâu, hiện giờ mới có thể sống lại. Mà có một ít xui xẻo, ở Hỏa Liên nổ mạnh bên trong đó là không hề đau đớn chết đi. Mà sống xuống dưới này một ít người, thân thể cũng là tảng lớn bỏng, đều là bằng mau tốc độ hướng tới ở xa rút lui. Rồi sau đó những cái đó ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn kia trong bóng đêm giống như thái dương giống nhau còn ở kịch liệt thiêu đốt nửa vòng tròn biển lửa. Bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn đều chỉ dám tránh lui mà cũng không dám rời đi. Bị Thập Tuyệt Yêu Viêm khống chế lâu lắm, bọn họ hiển nhiên đã mất đi lý trí, trên thực tế Thập Tuyệt Yêu Viêm chỉ là đưa bọn họ coi như món đồ chơi. Thập Tuyệt Yêu Viêm cũng không chủ động ra tay, cũng không lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí những người này tại đây trong đó thực lực đều có không tồi tăng lên, Thập Tuyệt Yêu Viêm không có gì hoài tâm nhãn, có lẽ đây là thế nhân cho nó xếp hạng thứ 9 nguyên nhân, chỉ là đơn thuần có điểm ngốc. Ở ngọn lửa nổ mạnh đồng thời, quanh mình nguyên khí cũng là trở nên dị thường nồng đậm. Này đó thân ảnh vừa mới bắt đầu có chút sợ hãi. Bất quá dần dần đó là có người bắt đầu đỉnh cực nóng, bắt đầu hấp thu này nồng đậm nguyên khí tiến hành tu luyện. Mà Thương Tuyết bốn người cũng là ở trong trận chiến đấu này may mắn thoát nạn. Đương nhiên, ở Hỏa Liên nổ mạnh một cái chớp mắt, Tiêu Viêm vẫn là dùng chính mình cuối cùng lực lượng tận lực đi bảo hộ bọn họ. Cũng đúng là bởi vì Tiêu Viêm bảo hộ, bọn họ mới có thể chống được này cổ thần bí lực lượng gia nhập, bởi vậy mới có thể tồn tại xuống dưới. Bốn người nhìn nơi xa biển lửa, lâm vào trầm tư, phải biết rằng Vạn Yêu Mật Tàng mở ra thời gian chỉ có một năm, mà bọn họ tại đây một năm cần thiết phải đi ra ngoài. Bọn họ nếm thử tìm kiếm quá Tiêu Viêm, nhưng cuối cùng ánh mắt đều như ngừng lại nơi xa như cũ ở thiêu đốt biển lửa bên trong. Cho đến đệ thập nhất tháng thời điểm, Thương Tuyết rốt cuộc mang theo Khuất Lâm ba người từ nơi này rời đi. Mà lúc này, những cái đó ở bên ngoài, chỉ nghe thấy nổ mạnh tiếng động, cũng không có phát hiện mặt khác thường. Bởi vậy bọn họ nhưng thật ra đều an ổn tu luyện gần một năm thời gian,
ở Vạn Yêu Mật Tàng sắp đóng cửa thời điểm trước tiên rời đi. Tiến vào chỗ sâu trong người chưa bao giờ thấy có tồn tại ra tới, mà Thương Tuyết bốn người đó là ngoại lệ. Nhìn xuất hiện bốn đạo thân ảnh, ánh mắt mọi người đều hội tụ qua đi. Bao gồm Tứ Điện Hạ Sở mang đến những cái đó đấu thần liên minh người, bọn họ cũng là hướng tới chỗ sâu trong nhìn chăm chú mà đi, thấy được Thương Tuyết bốn người thân ảnh sau. Bọn họ cho rằng sẽ nhìn đến Tứ Điện Hạ thân ảnh, nhưng cho đến Thương Tuyết bốn người ở mọi người dưới ánh mắt rời đi Vạn Yêu Mật Tàng, cũng trước sau không có xuất hiện Tứ Điện Hạ thân ảnh. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 300 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.